nay mình chia sẻ với các bạn, muốn ra khởi nghiệp chúng ta phải vượt qua một cái rào cản, mà phải nói là mình nói là rào cản khó chịu nhất, hay mình gọi là rào cản đại ca. Rào cản đại ca vì sao ạ? Cái rào cản này là rào cản nó rất là khó. Đó là từ ai ạ? Từ người thân của mình, từ bố mẹ của mình, từ anh chị em của mình. Bố nè, mẹ nè, người yêu nè, họ có thể là vợ nè, họ có thể là anh chị em của mình nè, hoặc là những cái đứa bạn thân nhất của mình. Đó là những người mà luôn cản trở của chúng ta, hay mình hay gọi là những cái người này là những người đồng hành bất đắc dĩ. Như thế nào là người đồng hành bất đắc dĩ? Tức là họ ở với ta nhưng mà họ luôn cản trở ta, họ không ủng hộ ta. Tại sao nó như vậy? Tại sao nó xảy ra cái chuyện nó như vậy? Và bạn phải ra cái nghiệp, bạn phải ý thức ra được cái việc này, và bạn cần vượt qua. Là truyền thống mà, truyền thống của người Việt của chúng ta, có lẽ là chúng ta theo đạo Nho, đạo Khổng rồi đó, các bạn dùng ra điều này cho, thì chúng ta muốn là mọi thứ nó theo truyền thống gia đình, nó nề nếp, nó ổn định. Và ba mẹ chúng ta hay dạy cho con là gì nào? Ráng cố gắng học tốt tốt để ra gì, để ra kiếm công việc làm. Và quan niệm của gia đình của chúng ta là làm việc cho nhà nước, hay là làm việc cho một cái tổ chức lãnh lương hàng tháng, nó ổn định. Các bạn hình dung chưa? Nó ổn định. Và chính cái sự ổn định đó, mọi người thích cái mô típ như vậy. Và khi mà họ nghe bạn nói tới cái chữ khởi nghiệp, họ nghĩ đó là rủi ro, là cái gì đó ghê gớm lắm, và họ không có muốn bạn vào cái con đường được đó. Nên những người này họ cản trở bạn quyết liệt, họ không có muốn bạn ra khởi nghiệp. Vậy thì cái cách mà tốt nhất để chúng ta khắc chế được cái việc này nó là gì ạ? Thứ nhất là khi bạn muốn ra khởi nghiệp á, thì cái cách của mình hồi xưa á, là mình không có tâm sự với gia đình biết nhiều. Bởi vì tâm sự gia đình đâu có chia sẻ gì được đâu, mà gia đình lại còn cản trở mất năng lượng nữa. Mà các bạn biết cái giai đoạn ra khởi nghiệp là cái giai đoạn khó nhất, cái giai đoạn ra khởi nghiệp, cái giai đoạn đầu của khởi nghiệp nó khó, gọi là giai đoạn dấn thân. Mà giai đoạn này dấn thân là bạn mất cái gì? Bạn mất rất là nhiều thời gian. Bạn phải ra bạn làm một ngày từ 12 đến 14 tiếng, thậm chí 16 tiếng, không có thời gian để ngủ. Bạn phải tiêu tốn rất là nhiều năng lượng và sức khỏe, thậm chí có rất là nhiều người chúng ta phải đổ rất là nhiều tiền. Chúng ta thiếu rất là nhiều kỹ năng, thiếu rất là nhiều kinh nghiệm, chúng ta cần phải nỗ lực rất là nhiều, mà đi về rồi lại được người thân của chúng ta không ủng hộ nữa, các bạn thì tụt năng nữa. Nên là cái cách của mình gặp những người đồng hành không khổ như vậy á, những cái người không ủng hộ với mình như vậy á, là mình không có chia sẻ, mình không có nói, mình nói về cái chủ đề khác, mà họ có kéo chủ đề khởi nghiệp mình vào nói thì mình cười. Mình cười thôi, mình không có bàn tới bàn luôn vì gì hết á. Vì phần lớn cha mẹ của chúng ta cũng không có góp ý cho chúng ta được cho đó, tại vì cha mẹ chúng ta có ngày nào ra khởi nghiệp đâu. Người thân của chúng ta cũng có ngày nào ra khởi nghiệp đâu. Và có những người thì họ ra họ khởi nghiệp họ thất bại, họ không biết cách làm họ thất bại, thì họ thấy chúng ta ra khởi nghiệp thì họ hù, họ luôn này, mày không có được ra khởi nghiệp nha, có chừng mất sao tiền, hồi kia ta đã mất sao tiền rồi, các bạn nhớ không? Tức là họ hù các bạn như vậy đó. Nên là chừng cuối cùng cái kết quả nó cũng không có, nó không có ủng hộ gì cho bạn đó. Nên là cái đó là những người đồng hành khổ. Cái cách giải quyết chúng ta nó như nào là im, không nói chuyện nữa, không trao đổi về chủ đề đó. Cái thứ hai là những cái người bạn thân của mình á, hồi kia mình mới ra khởi nghiệp mình đi bán nước mắm á, là những cái người bạn của mình á, nó cản trở mình, nó làm mình khùng, nó làm mình điên, rồi nó ngồi nó khuyên mình. Thì cái cách mình rất là đơn giản, cái đứa bạn nào mà nó khuyên mình á, các bạn dùng ra điều này chưa? Đấy là nó khuyên mình, nói là mua nước mắm của mình mà đi, mình sẽ nghe lời khuyên của bạn. Đứa nào mà nó không chịu mua nước mắm là mình chửi lại nó, mình kêu nước mắm mà không chịu mua mà đòi khuyên cái gì? Thế là đứa nào mà khuyên mình cản trở mình bắt mua nước mắm hết. Các bạn làm chung chưa? Cái đó là một trong những cách giải quyết của mình. Cái thứ ba, cái cách giải quyết nó là như thế nào? Nó đơn giản hơn là bạn hãy đi tìm những người cùng chí hướng của mình, các bạn chơi với họ. Những cái người mà đã khởi nghiệp thành công rồi, các bạn chơi với họ thì họ cho chúng ta những lời khuyên rất là tuyệt vời. Các bạn tìm những cái quyển sách của những người thành công mà họ đã khởi nghiệp thành công, các bạn đọc. Các bạn tìm những đoạn YouTube các bạn nghe. Và các bạn tránh đi những cái nguồn năng lượng tiêu cực. Nên là mình nói là cái rào cản gia đình và những người thân của chúng ta mà các bạn không vượt qua được thì đừng có hòng mà các bạn ra khởi nghiệp.
Và nhiều bạn cứ tới nói rằng là em muốn ra khởi nghiệp mà mẹ em không ủng hộ, bố em không có ủng hộ. Có một bạn kia kể với mình nói như vậy: em học ra trường và mẹ em đã sắp đặt em hết rồi để xin em vào một cái công ty dầu khí, mà em thì em không có muốn vào đó chút xíu nào đó, em muốn ra khởi nghiệp à. Vậy thì bây giờ bạn hỏi mình cho ý kiến làm sao, em chứ mình nói là bây giờ bạn muốn gì? Em nói em muốn ra khởi nghiệp. Vậy thì tại sao bạn không làm theo cái ý chí của mình, bạn không làm đi muốn mình? Nhưng mà mẹ em không, mẹ mẹ em cản. Bây giờ mình hỏi lại gì, bây giờ em muốn làm theo cái ý chí của em hay em làm theo ý chí của mẹ? Em sống cho cuộc đời em hay em sống cho cuộc đời của mẹ? Thì bạn mới nói rằng là vậy giờ em hiểu rồi, em sống cho cuộc đời em. Vậy thì chúng ta cứ vậy làm, và chúng em về em phải thuyết phục mẹ thôi, thuyết phục phục mẹ thôi, kêu là con không có làm đó thì con muốn ra khởi nghiệp và con sẽ bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy vừa rồi mình kể cho bạn cái câu chuyện và cái ý chí làm sao bạn vượt qua được cái đó. Mình sẽ chia sẻ bạn tiếp những đoạn video sau.